Chào cả nhà, hôm nay là sinh nhật mà mẹ chồng Mai. Đây là bà Hai, nói thì là bà Hai nhưng mà mẹ là người yêu của bố chồng. Thì tí nữa ăn cơm xong thì Mai sẽ chia sẻ một chút về mẹ nhé. Thì hôm nay Mai sẽ giới thiệu người yêu của bố chồng. Thì bây giờ đây nhà Mai ra bàn, hôm nay thì thiếu vắng rất là nhiều người. Oui. Món khai vị của Mai đã xong. Hôm nay cái sốt balsamic này nó hát còn bị lạnh ấy, nó không có da đều, nhìn trông nó giống như kiểu là trang trí mà thành không trang trí đây. Đó, hôm nay là sinh nhật mẹ chồng nhưng mà mẹ Hai nhá. Đó, thì là thiếu vắng rất là nhiều người, tí nữa thì Mai sẽ nói lý do tại sao mà gia đình nhà Mai thiếu vắng. Ok, mời cả nhà ta bán cơm với gia đình Mai. Marie-Hélène était venue à la cuisine. C'est suffisant. Oui. Quand vous rangez, quand vous rangez. Des marches pour les chansons de cartes. Mais quand même, mais moi, non. Quoi? Allô, Elle est là. Oui, je te l'ai apporté. Mais moi, gagne un com. Bon appétit à vous tous. Lui? C'est chaud. Demain prochain, je fais le couscous. L'anniversaire de lui. Combien là? Pour Louis. Combien pour toi? Alors faudra bien manger. Bon. Regardez Louis, il a fini son assiette. C'était bon? Bien. Très bon. Après il y a un bon poulet. Elle parle comme ça. Et après, le petit Cuny, t'as décidé, ils sont plus grands qu'elle. Est-ce que j'entends? Et par exemple, on faisait l'évacuation pour l'entraînement des alarmes, là de l'alarme samedi. Et elle, elle met un gilet jaune. Il y a quelqu'un dans ma classe qui a dit elle met un gilet jaune parce qu'elle a peur de ne pas se faire voir. Par contre, notre principale, elle est très grande. Et elle écrit calme. Ah. Elle parle tout doucement. Ah, ah. Comme ça. Elle est pas triste. Elle est en troisième. Oui, moi, elle est troisième. Oui. Comment elle est bien manger? Pour finir, ça fait. Il y en a un qui mange deux têtes de triste. Maman. Et mình đang ra chuẩn bị bánh cho bà, còn Mai với lại người chồng thì dọn bàn. Ông xã thì đi hút thuốc rồi. Đấy, con gái chuẩn bị sinh nhật cho bà nội này. Rồi, ông phê xí ăn xong. Đi đòi ôm luôn đấy. Lui đâu rồi, Lui? Lui lên, ăn cơm mà. Ăn đi. Phải tăng xương, phải tăng xương cho tung rồi em mày. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Em mày chỉ đòi là gato. Chỉ tao ăn bằng mamie. Allez, lui, tu viens m'aider, hein? Pour souffler. Là cadeau à mamie. Là cadeau à mamie. Là, viens, je viens m'aider. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à maman. Joyeux anniversaire. Un, deux, trois, c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Đây là sinh nhật mẹ cách đây 2 năm. Ngày đó có cả bố của Mai nữa. À, mọi người nhìn đi, thấy bố Mai, chú chồng Mai và cô chồng Mai thay đổi rất là nhiều. Thích châm lến nhưng lại sợ. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Rồi, merci mes enfants, oh là là, ça c'est beau, c'est comment ça s'appelle ça? Aïe! C'est quoi, c'est joli ça? Mais mais là j'aime bons. Merci mes petits, que je vous aime tous là. J'aime bons. Et on est bien tous ensemble. Ça veut dire quoi un élève leader? C'est Erika, c'est la petite parce que elle va tout juste dépêcher après. Fouetter, non. C'est gros, gros, merci. Crème au beurre. Oui, gâteau. Mọi người ơi, hôm nay là bị ế bánh. Le gâteau, c'est bon, papa, mama? Bien bon. Oui, c'est bon. Bon. C'est bon, gâteau, chérie? Oui, c'est bon. C'est des bisous à la framboise. Comment traverser? C'est longtemps, je ne veux pas parler avec vous. Oui, moi aussi. Et après, c'est beaucoup de gens qui vous manquent aussi. Ah bon, depuis des bientôt la fête bitête vietnamienne. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose pour dire avec le vietnamien Bachu du monde? Pour tous les gens du monde, français, vietnamien, oui. Que l'on aime bien parce qu'on a de la famille vietnamienne ici présente. Oui. Nous sommes bien avec vous. Merci. Et Michel, ma compagne, dira la même chose. On est bien ensemble. Et... merci à vous aussi. Toi, oui. Mon fils Sylvain, oui. Bonne santé à tous. Les enfants, oui. Bonne santé à tout le monde. Et à votre pays tout entier. Merci papa. Merci papa. Ông xã lại bây giờ ăn bánh xong là ông xã phải chuẩn bị đưa con gái đi nhảy mọi người ạ. Thế tại sao mà Mai bảo là cứ tầm chiều chiều là con gái vắng mặt là không có ở nhà là như vậy đó. Elle peut pas. Elle a une occupation. Est-ce que elle fait un dîner avec ses grands-parents, donc pareil, je me dis, bah, tu vas pas à la danse. Et quand il a mangé un midi, tout en pâté, ça. Mais quand il mangeait un repas, il a absent. Ah. Non, ah, mais après, je veux dire, non, on mangeait tous les week-ends, mais ouais. Eux, ils en font pas souvent. Mais souvent, on a vu là. Profite. C'est de la... et une chemise. Ah, à quelle marque trop. Oh, shame. Ah, maintenant, comment c'est, vous mangez pas beaucoup, papa? Con gái của anh hết mai đấy cho bố. Bố chứ nhiều quá. Mà mọi người thấy không? Nhiều không vẫn ăn bình thường. Mà biết tính bố chồng Mai. Bố nào con đấy mà cũng thấy ở trên là đi ăn thường. Ai mà ăn không hết á, mình tiếc á, mình lại ăn. Cho nên là tại sao mà cái bụng của Mai những lỗi nước rau gạo chứ là cái nên là Mai mập là đúng rồi đấy. Oui, maman, vous voulez encore le gâteau? Oh, non, merci. Oh, oh, maman, regarde. Oh, super. Ah, encore 8 pas. Oh, mais oui. Ah, oui. L'anniversaire, c'est le 15. Mmh. Eh bien, c'est bon. On nous donne pour l'anniversaire, tu. Mmh. Hein? Lui, tu sais, quand tu as copine et ta copine, tu ont fait un livre, c'est à toi, avec 100 amours en même temps. Oui. Tu as la chance. C'est lui. Juste pour la Saint-Valentin. Lui, comment ça y a? Con chào ông bà cô chú. Liên ngoan lắm. Thế thế con có biết hát tiếng Việt không? No. Con hát tiếng Việt tí? No. Con là không. Không á? Không á? Không. Thế bây giờ mẹ hỏi con hát này. Con hát bài bé ơi. Con hát đi. Oui. Thế con nói sao nhỉ? Con nói con yêu. Bà cô chú. Chị gác chị đi. Con yêu bà cô chú. Con cảm ơn.
ông bà cô chú. Chị đi cắt mình phục. Con cảm ơn ông bà cô chú. Chị gác bố đi nhá. Con cảm ơn ông bà cô chú. Con yêu. Con yêu ông bà cô chú. Ngoan quá. Ờ, lưu quá. Sao về đi thì con yêu ông bà cô chú thì dèm chú đô mồm. Con cảm ơn sao đi mẹ đi chú đô mồm. Mẹ chồng đang hỏi Mai rằng là câu nói là có nghĩa như nào. Hôm nay thì Mai xin giới thiệu một chút về mẹ đang làm điệu đấy. J'avais fait un peu coupé là. Un peu cette semaine, vous voyez. Puis faire la couleur un peu coupé. Ils sont pas mal comme ça. Non, hein? C'est bien, hein? Toujours c'est bien, jeune. Ça, oui. Elle est jeune. Hôm nay thì Mai sẽ chia sẻ một chút về người yêu của bố chồng Mai. Bà tên là Michelle. Maman, vous avez quel âge? Je viens d'avoir 77 ans. Oh, mẹ chồng Mai sinh năm 1944. Je suis née le 2 février 1944. Ah oui. Le 2 février, c'est le jour où on fait les crêpes. Ah. C'est genre, pourquoi vraiment, je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est la purification. Tu sais, il y a toujours les saints, saints, saints. Là, c'est purification et la chandeleur, mais je ne sais pas de, vraiment de quoi ça vient. Oui, oui. À, đây là người yêu bố chồng của Mai. Thì bà đã sống với lại bố chồng Mai. Thì hai ông bà sống với nhau khoảng hơn 30 năm rồi. Vous êtes ensemble avec papi puis tong tong quand même. Oui, oui, tout à fait. Sinh nhật của mẹ thì vắng mặt rất là nhiều người vì rằng là ở bên Pháp ấy thì bây giờ dịch lại tăng cao á, cho nên rằng là thủ tướng mới nói rằng là tối thứ sáu là sẽ nói ăn TV, thì Mai cứ chờ đợi và cứ lo lắng là nếu mà bây giờ mà mình mà mời đó lại hủy thì nó không hay. Thì Mai có điện báo rồi, Mai bảo có gì Mai báo sau. Thế tối thứ năm nói đấy, không bị phong tỏa lần ba, thế là thứ sáu Mai mới gọi điện để mời. Thế sau gọi điện để mời thì ai cũng từ chối hết, cô chồng Mai có hẹn tại vì có một người con của người bạn đến thăm vào chiều hôm nay, thì là người rất là quý vì lâu lâu mới gặp nhau một lần đó, thì cô đồng ý. Em chồng của Mai thì họp, còn đâu là anh chồng của Mai đấy, quý cha tí mà găng dê để ra chị phải thô lô mata je casse để ra. Oui, oui, je casse. Qu'est-ce qu'il veut? Mais je casse, chérie. Laisse maman parler tranquille. Qu'est-ce qu'il veut, mon grand? Un petit un bacotou. Ồ, thế con phải ông báo chú có gì? Đây, con đang hỏi Vũ Mai là đợi mẹ để sô-cô-la ở đâu? Thế Mai bảo con là sô-cô-la ở đấy, con chạy ra lấy. Đây, cứ thì thầm hỏi như vậy. Đây là tính cách của Duy. À, thế đấy là gia đình nhà cô này bị vắng mặt. Còn tiếp tục với gia đình nhà anh chồng của Mai đó, là cháu chồng của Mai là hôm nay phải gác. Khi cô người yêu thì phải đón khách ở bên đằng ngoại nhà anh chồng. Tại vì là anh với bạn gái của anh ấy là chia tay nhau ấy, nhưng mà bây giờ đang được kỳ nghỉ đấy, thì có mấy đứa cháu ở bên đằng ngoại đó đến chơi, thế là họ ăn cơm với nhau. Non, je parlais pourquoi c'est tout mon accent. Oui, nous on est bien. Mẹ bảo không vấn đề gì cả. Thật sự là không vấn đề gì cả. Nhưng mỗi một lần là gia đình nhà Mai mà có tiệc tùng ấy, là bao giờ cũng đại gia đình, không thiếu ai cả. Nhưng mà hôm nay là thật sự đặc biệt. Ai cũng có việc riêng thì chỉ có gia đình Mai với bố mẹ thôi. Mai giới thiệu một chút về mẹ chồng nhé. Mẹ chồng của Mai sinh năm 44. Bà rất là trẻ trung và nhanh nhẹn. Mẹ mà người đẻ ra chồng của Mai thì tính hoàn toàn đối lập với bố chồng Mai. Bố chồng Mai thì hơi gia trưởng, rất là nóng tính, không biết chờ đợi, không biết kiên nhẫn. Nhưng mẹ chồng Mai thì lại ngược lại giống tính của chồng Mai đó. Bà rất là hiền, ít nói và kiên nhẫn. Còn là ça fait des repos, hein? Oui. Còn đâu là người yêu bố chồng này thì bà rất là nhanh nhẹn, vui vẻ, cười. Bà vừa là je raconte si vous êtes campagne de papi, zami, namu, secrétaire, oui. Infirmière, oui. Femme de ménage. Oui. Encore. Ouf, c'est tout. C'est pas mal. Oui. C'est bien, je m'en papi, la chambre. Et bố chồng của Mai thật sự là may mắn, tại vì là ngày xưa đấy, khi mà Mai bước chân sang đây đó. Maintenant, là quand vous quittez ces chaussettes de contention, c'est vrai que c'est difficile. Hein? Oui. Alors, si j'ai tiré ces chaussettes comme ça, parce qu'il ne peut pas les enlever maintenant. Ah, oui. Alors, il les met encore, c'est bien. Oui. Mais pour les enlever, il ne peut plus les enlever. Il faut tirer dessus.
Đó, mẹ chồng nói đây bây giờ bố thì bố đeo được tất nhưng mà bố lại không tháo tất ra và mẹ phải là người tháo tất ra. Thì mọi người có thấy không? Đôi khi đấy mọi người cứ nghĩ rằng là ở bên Pháp đấy người ta yêu nhau rồi là người ta không thích thì người ta bỏ nhau, không thích thì người ta ly dị, người ta lấy người khác. Đó là một cái nhìn nhận rất là hời hợt và khách quan bên ngoài. Mai dám khẳng định rằng hoàn toàn cái suy nghĩ đó là sai. Mai, tại sao Mai nói như vậy? Tại vì là người Việt Nam đó mà sống với nhau 40 năm cho đến 60 năm đó, thì đối với Mai, Mai không thấy mà cái tình cảm gắn bó khăn khít với nhau như là người Pháp sống với nhau có 10 năm. Tại sao Mai nói như vậy? Tại vì rằng là đây là Mai đang nói theo cái nhìn nhận của Mai và cái suy nghĩ của Mai thôi. Có thể ở Việt Nam mình nó quá rộng lớn mà Mai không thể biết được. Thế nhưng mà Mai đang nhìn nhận trong cái phạm vi mà Mai nhìn thấy đấy, như quê Mai, gia đình Mai, bạn bè Mai, thì Mai thấy họ không gắn bó tình cảm với nhau nhiều như bên đây. Giống như kiểu là chồng đi một nơi, vợ đi một nơi, hay là vợ phải lo một việc, chồng phải đi lo một việc, hay vợ đi đám này, chồng đi đám này. Ở bên đây đấy, nếu mà vợ có hẹn với đội bạn của vợ mà người bạn của bên vợ mời đó, mà vợ đã nhận lời trước ấy, thì nếu cái người bạn của bên chồng mà có mời thì người chồng sẽ từ chối là hôm đấy phải đi với vợ rồi, bận rồi. Hoặc ngược lại thì vợ người chồng mà hôm đấy có cái tiệc gì hay có mời gì đó mà người chồng đã nhận lời rồi mà cái người bạn mời vợ sau ấy thì vợ sẽ từ chối là ồ hôm đấy tôi phải đi với chồng rồi. Nhưng ở Việt Nam thì nói là ồ anh đi bạn anh đi, em đi bạn của em đi. Đơn giản những cái việc mình làm mà là không có chủ ý đấy. Thế nhưng mà đôi khi làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó xa nhau, nó giãn nhau. Thì ý Mai vẫn nói với mọi người rằng là người bên đây họ dành thời gian cho nhau rất là nhiều. Giống như vợ chồng về nhà thế, chẳng hạn như là vợ nấu ăn thì chồng giúp vợ chăm con, tắm rửa cho con, dọn dẹp việc nhà. Mẹ phê phê. Hoặc ngược lại đó, chồng vào bếp thì vợ sẽ làm việc cho con. Mai thấy họ chia sẻ từng khoảng khắc một, hay là việc nhà, việc ấy, hay là hai vợ chồng cùng đi siêu thị, cùng đi dạo. Mai thấy họ dành rất nhiều thời gian cho nhau, gắn bó rất là nhiều. Hay là hai vợ chồng đến cùng bữa tiệc, nhưng mà khi mà chồng muốn về hoặc vợ muốn về thì hai người cùng về một lúc. Thì mọi người nghĩ không, khi mà người ta không tìm tiếng nói chung, không chia sẻ cho nhau nữa, có nghĩa là người ta không phòng thuộc về của nhau nữa. Thế nên là người ta giữ nhau để làm gì? Họ mới nghĩ rằng ly dị rất đơn giản. Còn Việt Nam mình có nhiều người là chồng cặp bồ hay vợ cặp bồ, hãy còn níu kéo, hãy còn không muốn bỏ nhau. Đó Mai cảm giác như kiểu là không phải là giống với nhau trọn đời mà là hạnh phúc. Tất nhiên là những cái người chồng người vợ mà phạm lỗi ấy, mà được vợ hoặc người chồng tha thứ thì đó là một cái đức tính rất là tốt. Nhưng mà mình cho nhau một cơ hội, hai người cùng cố gắng làm lại thì không sao. Nếu mà người chồng lặp lại cái việc đó quá nhiều lần, và ngược lại người vợ lặp lại quá nhiều lần mà mọi người không có buông tay, hai người cứ cố gắng níu lấy nhau, cố gắng giành lấy nhau, giữ lấy nhau, chỉ để giữ lấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì Mai thấy nó không có nghĩa. Cho nên là mọi người không có hiểu mà cứ nói là ở bên Tây ấy, ở bên Pháp ấy, là khi mà họ thích thì ở với nhau, thích thì bỏ nhau. Mai thấy thế là không có đúng. Mai mình nghĩ rằng nếu mà mọi người đi sâu hơn, hiểu sâu hơn ấy, thì Mai nghĩ thật sự là họ là của nhau. Còn khi đã không là của nhau nữa thì không có, có khi không phải của nhau thì họ giữ không được, thì họ sẽ chia tay nhau. Để cho ông tìm một cuộc sống mới và bà sẽ tìm cuộc sống mới, thì Mai nghĩ rằng cuộc sống thế mới hay hơn. Còn hơn là sống với nhau cả đời chỉ làm khổ nhau hay không hạnh phúc. Ok, hôm nay thì video của Mai chia sẻ với mọi người về sinh nhật của mẹ chồng của Mai, sinh nhật người yêu bố chồng của Mai, và lại vắng vắng nhiều thành viên gia đình. Và cũng tiện đây thì Mai giới thiệu một chút về mẹ. Mẹ ngày xưa làm bên bảo hiểm MMA. Mẹ làm bên bảo hiểm MMA, sau đó là mẹ nghỉ hưu. Còn đâu là trong thời gian yêu bố thì mẹ giúp đỡ bố rất là nhiều. Mẹ luôn luôn giống như trợ lý cho bố chồng của Mai, làm thư ký cho bố chồng của Mai đấy. Và mẹ là người có một trái tim cực kỳ tốt mọi người ạ. Từ khi mà Mai sang đây đấy, là mẹ cuối tuần nào cũng ăn bên nhà mẹ. Je tự je ra công ty sẽ căng cho chị ái thì bế chú lưu quýt kiến ông mang tay xe vùng sẽ cảm giác bằng lòng thua rằng thì con sao cho phong sẽ vô cu đờ con vô party gơ thết để mua cho phong bố sơ ma phải mang place mà. Đó là cái lý do tại sao mà bây giờ Mai mời tất cả mọi người ăn cuối tuần, và tất cả sinh nhật mọi người Mai tổ chức ở nhà Mai, vì ngày xưa thì tất cả sinh nhật mẹ được tổ chức bên nhà mẹ. Ok, thì video của Mai đã dài, cho Mai xin dừng video ở đây để Mai tiếp tục nói chuyện với mẹ. Cảm ơn mọi người. Nếu mà người yêu thích những video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est vrai que